bạn em. Rồi, quà cũng xin đâu ạ? À? Rồi, thiết gửi bạn một phần quà nha. Chờ xíu ạ, xin cũng xếp. Ok, xin nhìn thấy cái mặt hai người nhìn nhau. Okay. Rồi, xong, xin một mình, bây giờ mới một mình xin. Anh hay đúng không? Anh đừng ghé vợ. Ủa, mời ạ, không hề. Ủa, mấy gì dạ? Xong xin. Thank you.
tự mình cho con tiện nhìn lại máy nào đây thôi ha, máy ở giữa đúng không nhỉ? Đúng rồi ạ, chị nói đúng á. Rồi bên đây hả, chào hả? Rồi, cảm ơn các bạn nhé, ở lại dùng tiền đã rồi các bạn nhé.